Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ Vì sao Việt Nam vẫn để Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn cao cấp Lâu nay chuyện ban lãnh đạo Trung Nam Hải Tìm cách can thiệp vào công việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo cấp cao của Việt Nam Là một sự thật không phải bản cãi Từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 Về việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc Kéo theo một loạt Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Thân Bắc Kinh hoặc bị Bắc Kinh điều khiển như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Mới đây, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên cấp độ cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Dù điều đó không phải là sự khởi đầu cho việc Việt Nam thoát chung, song phần nào cũng được cải thiện hình ảnh của lãnh đạo Việt Nam trong mắt dân chúng, vốn bị xem là lũ lãnh đạo bám đít Trung Quốc. Câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa, Hà Nội dưa ngô đã phản ánh trung thực về điều này. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ tại Quảng Đông, Trung Quốc. Vậy mà, báo Hà Nội mới vào ngày 25 tháng 9 đưa tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng sang Quảng Đông dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn của thành phố. Cụ thể, chiều ngày 25 tháng 9, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại học Bách khoa Hoa Nam, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn này được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9. Tham gia lớp học 20 học viên là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, thành phố, các quận, huyện, thị được quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Giảng viên, báo cáo viên lớp học là chuyên gia, các nhà khoa học Trung Quốc của Đại học Bách Khoa, Hoa Nam, Trường Đảng, Quảng Châu, Sở Ngoại vụ Quảng Châu có uy tín trình độ chuyên môn cao, theo bản tin chia sẻ. Các lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cán bộ Trung Quốc cùng với lớp học viên lớp bồi dưỡng trong lễ bế giảng. Lâu nay, ông Nguyễn Phú Trọng từng bị dư luận trong và ngoài nước cáo buộc có quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam. Dư luận và giới phân tích có chung một nhận định, cho rằng mặc dù tính đến năm 2017 mới chỉ làm tổng bí thư 6 năm, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc đến 3 lần. Lần thứ 3 là vào tháng 1 năm 2017, hai lần thăm Trung Quốc trước đó của ông Trọng là tháng 10 năm 2011 và tháng 4 năm 2015 với kết quả là hai bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc bị cho là vô cùng tai hại, đẩy Việt Nam ngày càng rơi vào vòng kiểm tỏa chặt chẽ hơn của Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 vào tháng 1 năm 2017, trong số 15 văn kiện hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh, thì văn kiện đầu tiên là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng hàng loạt văn kiện nguy hại khác, trong bản tuyên bố chung Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào tháng 10 năm 2011, thì việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai bên chỉ được ghi chung chung là mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ đảng, chính quyền và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ. Tương tự thông cáo chung của Việt Nam và Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4 năm 2015 cũng chỉ ghi chung chung là đi sâu hợp tác về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đảng và chính quyền và tăng cường hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một sự kiện vào Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Như vậy, dưới thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ban đầu đi từ những chỉ đạo chung chung vào tháng 10 năm 2011 hay tháng 4 năm 2015 cho đến tháng 11 năm 2015 là kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, nhưng đến cuối cùng là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao vào tháng 1 năm 2017. Điều đó cho thấy mức độ hợp tác trong việc đào tạo, huấn luyện nhân sự cho Việt Nam có những bước tiến dài lệ thuộc vào Trung Quốc ngày một nhiều hơn. So sánh thỏa thuận hợp tác đào tạo năm 2017 khác với kế hoạch hợp tác đào tạo năm 2015 để thấy những cán bộ Việt Nam được đưa sang Trung Quốc đào tạo theo thỏa thuận hợp tác mới nhất được nâng lên thuộc diện cán bộ cấp cao hoặc là cán bộ nguồn cho những vị trí chủ chốt trong bộ máy. Điều đó chứng tỏ quyết tâm hán hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Việt Nam từ thấp đến cao, từ trung ương tới các địa phương. Các bộ, ngành là điều có thật, mang tính hệ thống và bài bản. Kể ra để thấy Việt Nam khó mà hy vọng thoát chung cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê bản tin Nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, vì sao Việt Nam vẫn để Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn cao cấp. Vụ án Nguyễn Phương Hằng và bài học chớ có nổi tiếng hơn đảng ở Việt Nam. Sau 18 tháng tạm giam vào ngày 11 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, người bị truy tố với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã ra tòa, Hội đồng xét xử tuyên án bà Hằng 3 năm tù giam. Được biết trong vụ án này đã nhiều lần, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bị Viện Kiểm sát cung cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, kể cả việc yêu cầu thay đổi tội danh nhiều lần việc tạm giam tới 10 tốn 8 tháng đối với một vụ án cãi nhau của mấy người phụ nữ là điều bất thường và quá đặc biệt. Tin hành lang cho biết kéo dài như vậy vì các cơ quan tố tụng loay hoay không tìm được tội danh chính xác để truy tố bà Hằng cho đúng người, đúng tội. Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an khi bị bắt. Dư luận còn thắc mắc một vụ án cãi nhau trong giới showbiz thì sao không bị xử về tội làm nhục người khác hay tội danh vu khống mà lại bị xử theo điều 331. Rồi việc tòa không công nhận tư cách bị hại của các nguyên đơn mà xác định chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Theo các luật sư là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dẫn ra để thấy bà Nguyễn Phương Hằng sau khi nhận bản án 3 năm cũng không biết mình bị xét xử tội gì là điều có thật. Người bình thường, kể cả fan của bà Nguyễn Phương Hằng, lâu nay cũng chỉ biết bà Hằng là một phụ nữ giàu có hay làm từ thiện bà Hằng cách đây 2 năm nổi tiếng bởi các chương trình live stream trên mạng xã hội thu hút số đông người theo dõi, có khi đến đấy cả triệu người cùng xem. Nhưng ít người biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng là người có công giúp mặt trận tổ quốc ca cấp, độc quyền tiếp nhận dòng tiền thiện nguyện, cứu trợ của mọi thành phần trong xã hội. Ngoài ra bà Hằng còn có công vu cáo cụ Lê Tùng Vân và tịnh thất bồng lai để công an Long An khởi tố bắt giam dễ dàng hơn. Vậy tại sao một người có công với đảng như vậy mà bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị đảng cho đi tổ? Dư luận xã hội cho rằng việc nào ra việc nấy, bà Nguyễn Phương Hằng bị đi tổ không phải do việc live stream để chửi nhau. Bởi rõ ràng trong thời gian hơn một năm, bà Hằng đã chửi tứ tung cũng không ai cấm. Nguyễn Phương Hằng không chỉ live stream mà còn họp báo tưng bừng, xồm tụ mà có ai làm gì đâu. Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi live stream để rồi thừa thắng xông lên, bà Nguyễn Phương Hằng lôi cả Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ra, tố bà Doan biển thủ 10 tỷ đồng, chi phí mổ tim do Trung ương cấp để sai vào chuyện khác. Chưa hết, bà Hằng còn kể ơn huệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Trong live stream, bà Hằng kể công giúp đỡ ông Mãi, thời còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, trách bán ông Mãi là người vô ơn, thiếu đạo đức. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ. Cái tội của bà Hằng là quá nổi tiếng, có quá nhiều người hâm mộ đe dọa tới uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Gió Bắc viết rằng, với chế độ Cộng sản thì tiền bạc, lợi ích vật chất có thể chia sẻ được, nhưng niềm tin, quyền lực chính trị thì không. Ngay các tổ chức bình phong cho Đảng lập ra để tuyên truyền như Mặt trận Giải phóng, Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, vân vân. Khi xong việc, đều được cho hoàn thành nhiệm vụ. Đảng phòng xa và tiêu diệt những cá nhân tổ chức có ảnh hưởng đến đông đảo công chúng từ trong trứng nước. Trong khi Nguyễn Phương Hằng đang có trong tay hàng vạn fan cuồng cuốn hút hàng triệu lượt người theo dõi qua các buổi phát livestream truyền hình trực tiếp. Nhớ ra đến rồi một ngày nào đó, chị hai cuồn cuộn nổi hứng, nhất hồ ba ứng, tiền hô hậu ủng thì sao đây? Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi Điều đó cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng, dù là một doanh nhân thành đạt, giàu có, kim cương, đong bằng ống bơ, song vẫn mù quáng về sức mạnh của đồng tiền và những mối quan hệ với giới chức lãnh đạo quyền lực trước đây. Nguyễn Phương Hằng đã không hiểu được tình thế, không nhận thức được quy luật lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước của những người cộng sản. Theo đó, thế hệ mới sẽ đào thải thế hệ cũ. Phiên tòa sơ thẩm đã khép lại. Nguyễn Phương Hằng đã lãnh án 3 năm tù nước mắt đã rơi, nhưng bà Hằng vẫn chưa biết mình phạm tội gì. Xong, nguy hiểm hơn, 3 năm tù chưa chắc đã là bản án cuối cùng, vì nếu Đảng thích thì mọi chuyện đều có thể. Ở xứ thiên đường, người giàu cũng khóc là vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin vụ án Nguyễn Phương Hằng, bài học chớ có nổi tiếng hơn Đảng ở Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.